Và tiếp tục Eva Chiến giới thiệu cho các bác một cặp loa rất là nổi tiếng, một cặp loa được các bác rất là yêu thích. Đó là những dòng loa Bass 30 của Beoner. Trong tầm tiền dưới 20 triệu thì những model mà các bác yêu thích của hãng Beoner như là 755, 616 và những dòng 180. Và đây là model 616 nha các bác, hoa hậu để các bác sưu tầm. Và em báo giá luôn để các bác tiện cân đối, cặp 616 này giá là 18 triệu nha các bác. Rất là đẹp, và cặp này em tuyển cũng như là lựa chọn về để phục vụ các bác là cặp này độc chứ không phải là như những cặp khác rất hiếm nha. Chép vàng, mic vàng nha. Đấy, e canh rất là đẹp nha các bác, e canh cực kỳ đẹp nha. Hình sinh của nó này, cặp loa rất đẹp. Có nghĩa là bát vàng, mic vàng, chép vàng, nấm là vàng hết nha các bác. Đấy, các bác thấy bát đẹp trưng của dòng 616 là bát côn thủng. Đây, có một cái lỗ phía trước này. Đây, bát 30 gần vải nha các bác. Dòng này tiếng rất là hay. Các bác thấy đồ đẹp nữa chưa? Mic vàng và chép vàng, trung vàng này. Đấy, và độ đẹp keng của những tiếng loa như là loa chép, loa mic và gong, loa bát sang tròn. Và hai vi tinh chỉnh phía trước nha các bác, một lỗ thông hơi nữa này. Hai vi tinh chỉnh dài mic và dài chép. Các bác thấy chép vàng này, mic vàng. Giá cặp loa là 18 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác nào yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia. Em Chiến sẽ giao hàng tận nơi cho các bác. Các bác ở xa, các bác không đến được với em thì các bác cọc tiền. Thì cọc tiền thì khoảng 2 triệu trở lên nha các bác. Còn các bác nào chuyển khoản đủ em sẽ bớt 300 ngàn, vẫn là bao ship cho các bác luôn nha. Rồi, rồi mời các bác xem lại tuyến loa một tí nữa, rồi em sẽ đi vào chi tiết cặp loa hơn. Đây, rất là đẹp. Loa bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Đấy, hay là phía trên. Đây, các bác nào thích sưu tầm cặp Beoner 616 thì cứ trực tiếp alo cho em nha. Rất là đẹp nha. Đây là cạnh trái của cặp loa. Nói chung là không có điểm chê nào hết các bác. Một cặp loa tiếng về rất là đẹp luôn. Beoner 616 trung vàng chấp vàng. Đây các bác có thể thấy rất đẹp. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Đây, các bác nào có nhu cầu cứ trực tiếp alo vào hai số điện thoại này và chốt sản phẩm nào thì cứ em gửi hàng tặng nơi cho các bác. Đây là phía sau của cặp loa nha các bác. Chép line. Cặp loa sử dụng mỏ chim 100W trên một loa nha. Rất là dễ phối ghép, và âm thanh của dòng 616 thì tuyệt vời. Vuông thành sát cạnh nha. Và em Chiến mời các bác xem lại tổng thể phía trước của cặp loa một tí nữa rồi em sẽ dừng video. Đây, các bác thấy đẹp không? Bát nấm vàng, lên trung vàng và chép vàng luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nha. Vâng, em Chiến chào tất cả các bác nha. Đây là cặp loa 77A em về ngày hôm qua. Thì cặp loa này là cặp loa full móng ngựa nha các bác, rất là hiếm. Bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em. Nếu các bác đã chơi qua những dòng mic võng 77A những của Beoner thì các bác rất là thích và sưu tầm được những dòng móng ngựa. Tại vì sao? Nó rất là hiếm, phải nói là rất là hiếm. Nhiều khi là về 10 cặp chưa chắc gì đã sưu tầm được một cặp móng ngựa nha các bác. Nhưng mà trước mắt các bác đó là một cặp 77A em tuyển về full móng ngựa nha, bát 30. Một mic, một chép và một chép kèn. Đây là dòng loa để các bác nghe những nhạc bre 75, nhạc bolero, nhạc xưa rất là hay nha. Mic võng rất cổ điển và cặp loa đẹp tuyệt vời nha các bác. Hồi tối thì em đã có quay video theo yêu cầu của bác chủ, nhưng mà ban đêm thì quay nó sẽ không bao giờ rõ được. Cái đó thì em đã báo cho các bác rồi. Cái kênh rất đẹp nha, cặp này có thùng xốp bỏ vô là hết ý luôn nha. Đã đẹp rồi mà còn từ móng ngựa nữa nha các bác. Đây, em mời các bác cùng xem nha. Cặp loa này giá 19 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship. Bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em Chiến nha. Còn chuyện khoản đủ là em sẽ bớt vài trăm ngàn. Đây, về cơ bản
Cấu hình của em nói là như thế này nha các bác, một bát 30, một mic, một loa chép giấy và một loa chép kèm. Mời các bác thấy đồ đẹp của nó đây. Tất cả bằng loa được có dấu chữ FB 186, 187. Đây là cặp loa sưu tầm nha các bác. Đây là phía trên của cặp loa. Đây, em mời các bác cùng xem luôn nha. Vuông thành sát cạnh nha các bác. Rồi, em sẽ quay thùng vách cho các bác cùng xem nha. Bác nào lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại này để chốt cặp loa 77A tuyệt đẹp này nha. Về đánh với những con receiver của Mỹ, Nhật, đặc biệt là nếu mà có 2000X hoặc là 5000A, đó là những con ly tầm để đánh 77A đây, tuyệt vời. Những dòng receiver của Sansui. Đây là phía cạnh của cặp loa, cạnh phải nha các bác. Rồi đến cạnh trái nha các bác. Đây các bác có thể xem. Các bác thấy gỗ đẹp, rất đẹp nha. Đây là cạnh trái, tổng thể phía bên hông cạnh trái. Và nó trước sau hông đã đẹp rồi, phía sau nó cũng phải rất là đẹp nha các bác. Đấy, phía sau nó này. Đấy. Qua thấy phía sau gồm có trạm loa và hai vi tinh chỉnh dây mic và dây chép. Thôi, bác nào yêu thích cặp loa Beoner CS77A full móng ngựa thì các bác liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Giá là 19 triệu đã bao gồm phí ship, chỉ còn đủ em bớt vài trăm ngàn. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp.